Mình xin khẳng định với mọi người, đây là quán lẩu cá đuối ngon hơn những quán lẩu cá đuối ở ngoài Vũng Tàu mình đã từng ăn. Và điểm mấu chốt là nó nằm ở Sài Gòn, không có cần phải ra Vũng Tàu ăn nữa. Hello mọi người, mình là Bảo Bảo. Quán này có tên là lẩu cá đuối Vũng Tàu, nằm tại 384/1 Lý Thái Tổ, quận 10. Hôm mình đi cái ngày mưa tầm tã luôn. Nhưng mà không sao, một khi đã muốn ăn thì cỡ nằm không đi. Ai mà theo dõi mình từ lâu á thì sẽ biết là mình đã ăn cái quán này rồi, mà lúc trước là mình ăn lẩu bò cơ. Đây là mình ăn tới lẩu cá đuối nha. Lẩu ở đây là đồng giá 200k. Ngoài ra nếu mà muốn ăn thêm topping thì có thể gọi thêm như là tôm càng xanh. Cơm ở đây là nó còn sống dễ đành đạch luôn mọi người. Trong phần lẩu đã bao gồm bún ra và một dĩa cá đuối chà bá. Theo mà mình ước lượng nha thì cái dĩa này chắc cũng cả ký á. Ở đây là quán sử dụng cá đuối con chứ không phải là cá đuối cha nha. Chứ mình ăn cá đuối ngoài Vũng Tàu á thì nó bị tanh với lại nó bị khai mọi người. Nên là cũng hơi ngại, nhưng mà từ khi tìm được cái quán này là mình sẽ không có ăn những cái quán ngoài Vũng Tàu nữa. Cá đuối ở đây mình không biết người ta xử lý như thế nào mà ăn không có bị tanh với lại bị khai. À, một cái lưu ý á là khi cá đuối chín rồi thì mình nên vớt ra nha, chứ mà để trong hồi lẩu là nó bị mềm rụt quá mọi người. Thịt cá đuối ăn nó sẽ hơi dai và bên trong nó có cái sụn ăn nó sừng sực. Nước lẩu có vị chua thanh và thơm mùi măng. Và mọi người nhớ là phải gọi thêm tàu hủ kỳ khi mà ăn cái món này nha. Tàu hủ kỳ mà ăn chung với mấy lẩu mà chua chua là nó hợp rơ lắm. Rồi thấy có ai sướng như tôi không? Mỗi lần mà đi ăn lẩu là có bà chị lột tôm cho. Tôm càng ở đây gọi thêm một dĩa là 150, 4 con to lắm nha mọi người. Còn nếu mà muốn ăn nguyên cái lẩu tôm càng á là giá 250 nha.